Tử vi tuổi Giáp Dần 1974, tháng 3 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lần đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Họ có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình. Người tuổi Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi, điều đó giúp họ thu thập được thông tin, kiến thức ở bất kỳ đâu. Với con mắt nhìn xa, trông rộng, những người tuổi này có thể nhìn nhận, phân tích vấn đề một cách logic, khoa học, ít khi thấy họ mắc phải sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi Giáp Dần trong tháng 3 năm 2021 Tân Sửu, đặc biệt là cách hóa giải vận hạn dưới sự tư vấn từ thầy Gia Cát. Ngoài ra, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Đối với những người tuổi Giáp Dần trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 3 tới ngày 18 tháng 4 dương lịch có nạp giáp là Bính Thân. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 3 tới ngày 30 tháng 4 dương lịch có nạp giáp là Mậu Thân. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình, sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn, cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Dần trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 3 tới ngày 22 tháng 4 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 3 tới ngày mùng 3 tháng 5 dương lịch có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tổng quan tử vi tuổi Giáp Dần 1974 trong tháng 3 âm lịch. Tử vi năm 2021 cho rằng, trong năm Tân Sửu, người tuổi Giáp Dần có thể gặp được nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mọi mặt của cuộc sống. Bản mệnh có thể bước tới những khúc ngoặt của cuộc đời, được những bước tiến mới mẻ và thành tựu lớn. Người làm công ăn lương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có cơ hội tăng lương, thăng chức. Trong khi đó, người làm ăn có cơ hội đầu tư vào những hạng mục triển vọng.
Chuyện tình cảm cũng có dấu hiệu tiến triển tốt đẹp. Người đã lập gia đình, luôn quan tâm, săn sóc mái nhà nhỏ của mình. Các thành viên trong nhà biết yêu thương, nhường nhịn nhau. Tuy nhiên, trong tháng 3 âm lịch, vận trình của các gia chủ Giáp Dần ảm đạm trên các phương diện, đặc biệt là sự nghiệp. Công việc khó khăn dẫn đến tài lộc sụt giảm, bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Bên cạnh đó, gia chủ cũng cần chú ý giữ gìn sức khỏe và quan tâm đến gia đình, những người thân bên cạnh mình nhiều hơn. Nhâm Dương Thủy gặp Dần Dương Mộc là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Giáp Dần nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong tháng này, các gia chủ Giáp Dần sẽ cần chú ý ngày âm lịch 19 tháng 3 tới ngày 30 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi xui xẻo, giúp con đường công danh, tài lộc, thêm phần hanh thông, rộng mở, những người Giáp Dần cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế hộ thân để nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, sử dụng minh quang pháp bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sự nghiệp của những người tuổi Giáp Dần không khởi sắc trong tháng 3 âm lịch. Quý gia chủ có thể bị tiểu nhân hãm hại, gièm pha, khiến khó có thể thể hiện được khả năng thực tế để lỡ mất cơ hội học hỏi, thăng tiến. Hãy hết sức giữ bình tĩnh, chớ nghĩ đến việc làm hại người khác, bởi làm vậy là có hại cho chính mình. Xem tử vi 2021 tháng 3 âm lịch, đường công danh sự nghiệp của tuổi Giáp Dần không có được thuận lợi cho lắm, bản mệnh hay thay đổi, không xác định được rõ mục tiêu của mình, hễ thấy khó khăn là sẽ lùi bước nên không đi đến được bước cuối cùng. Hơn nữa, bản mệnh thiếu sự kiên trì và quyết tâm khiến cho công việc có phần bấp bênh, không được ổn định. Những người tuổi Giáp Dần cần phải xác định lại mục tiêu, phương hướng phát triển sự nghiệp, nếu không e rằng chỉ dậm chân tại chỗ, thậm chí là hai nữa, bản mệnh cũng chớ nên đưa ra bất cứ quyết định nào. Cần phải bình tĩnh để có lựa chọn sáng suốt nhất. Bước đường sự nghiệp càng khó khăn thì càng phải thận trọng. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ Giáp Dần nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo, có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tài lộc của tuổi Giáp Dần. Theo tử vi tài lộc của tuổi Giáp Dần, tài chính không có nhiều biến động trong tháng 3 âm lịch. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại, gièm pha để lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội để phát triển. Ngoài ra, bản mệnh tránh tiêu tiền cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức, không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. Đó là chưa kể đến chuyện công việc của tuổi Giáp Dần trong tháng 3 này khá bấp bênh, thu nhập cũng không được ổn định, cứ mãi bóp ngắn cắn dài thì chắc chắn sẽ có lúc vào cảnh túng thiếu, nợ nần, vay mượn khắp nơi. Cho nên bản mệnh cần phải lập lại kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích và cần phải nhìn xa, trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình mà về sau lại hối hận. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ Giáp Dần sinh năm 1974 cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, tam giác hộ thân. Vật phẩm phong thủy hộ thân, tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất. Đây là vật phẩm được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Tình cảm và gia đạo của tuổi Giáp Dần. Tử vi tháng 5 2021 tháng 3 âm lịch, phương diện tình cảm của tuổi Giáp Dần có nhiều biến động. Bản mệnh cần tránh thái độ ghen tuông quá mức, khiến đối phương thấy mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Những người tuổi Giáp Dần đã kết hôn có nhiều sự thay đổi, cuộc sống, gia đình thường xuyên vì lý do kinh tế mà xảy ra cãi vã.
Đặc biệt các đôi vợ chồng mới cưới thường hay cố chấp, ít chịu lắng nghe sẽ dẫn đến tình trạng đồng sàng, dị mộng. Vậy nên hai vợ chồng cần phải bao dung vì lắng nghe đối phương nhiều hơn, từ đó tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ các sao xấu. Hơn nữa do bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và công sức cho công việc, dù bản mệnh có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm, quá mệt mỏi khiến cho tuổi Giáp Dần mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Để tăng cường vận khí, giúp con đường tình duyên cơ bản hành thông thuận lợi, rộng mở, quý gia chủ Giáp Dần hãy nhớ mang bên mình vòng tam giáp khai vận Dần, Ngọ, Tuất. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho người độc thân. Sức khỏe, tử vi tháng này cho rằng tháng 3 âm lịch có thể một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu người tuổi Giáp Dần không cẩn thận. Đây là điểm báo tai nạn bất ngờ khi làm việc không được làm quá sức, khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng, nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn định, ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bản mệnh cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ Giáp Dần nên sử dụng pháp khí phong thủy tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát để kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, sức khỏe, bình an cho mình. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ đến quý anh chị về vận trình tử vi của các gia chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua tin tưởng, đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.